lòng thành hơn ai. Xin dâng lên Tam Bảo Phật đài, Nam Mô khấn nguyện bao ngày. Tiếng kinh cầu tỏa tai khắp nơi, soi sáng cho chúng sanh con đường đi. Tiếng chuông chùa ngân gian rất xa, gọi thế gian thoát ra biển trầm luân. Giữa thời đại bon chiến đồng tiền lên ngôi tốt đinh, có người mãi mê theo đuổi lợi danh mà sao lãng việc tu. Xin hãy dành phút giây lắng đồng chút lòng thanh, hướng mắt về tòa sen Tam Bảo, nâng bổng tâm hồn theo tiếng kệ lời kinh. Khói hương trầm thoáng thoảng bay bay, đưa những kiếp đời đau thương rời xa đây khổ. Tiếng mõ chuông ngàn đời còn vang vọng, nhắc nhở chúng sanh mau tìm về chân lý. Sanh tử bể đời đắng cay, Đức Phật xuất thân nơi cung vàng điện ngọc, Thái tử Tất Đạt Đa tột kính cao vời. Khi hiểu ra nỗi khổ của con người, Ngài muốn giải thoát chúng sanh khỏi dòng khổ lìa bỏ cung vàng đi tìm chân lý sáng soi. Sanh lão bệnh tử là nỗi đau đời, kiếp con người phải cầm lưng gánh chịu. Tiếng khóc chào đời như ngầm báo hiệu, ngày khởi đầu cô ai bể trầm luân. Rồi con người khỏi bên mê. Cuộc sống kiếm tiền đã làm cho đạo đức xoay mòn, nghĩa nhân mờ nhạt. Nhưng giáo lý của Đức Phật đưa xa vẫn lan tỏa khắp nơi như ngọn đuốc soi đời. Tiếng cầu kinh còn nhắc nhớ bao lời, là Phật tử ta phải giữ lòng trong sáng,
hướng về hào quang Đức Phật dẫn đường tu. Hãy thoát dòng tục lụy tham sân si, hãy bố thí từ bi không sát sinh hại vật. Hãy thấm nhuần từng lời kinh tiếng kệ, những vàng bước đi dưới bóng Phật đài. Phật chúng con đổi đời.